Mình sẽ chặt cái con vịt trời nhá. Bây giờ mình sẽ chặt bày một đĩa thôi, vịt trời là khoảng 1 cân khi thịt xong, nên là mình sẽ quay để mình. Vịt trời thì nó ăn nó sẽ ngọt thịt hơn và nó không có mùi hôi. Ăn ăn rất là ngon ạ. Mình có con vịt trời để bày được một đĩa ăn nó vừa đủ ấy. Rất là dễ với đứa nhỏ. Vịt trời thường cân 1, cân 2, cân 3, cân 4 một con. Khi mà thịt xong, chúng ta luộc xong thì chỉ còn khoảng 9, 8, 9 lạng đến 1 cân nữa. Đừng chặt bé quá nhé, vì nó sẽ bị lạnh. Chúng ta cứ chặt to một chút. Xếp gọn vào trong bầy đi. Một con vịt trời này được một đĩa ngon và vừa ăn ạ, không nhiều quá. Các bạn thấy là một đĩa rất là ngon rồi, một con được một đĩa gọn gàng ngon, và nhìn gia đình ăn thì chúng ta đây là một con vịt trời như vậy, nó không hề đắt, một con khoảng là 120. Mình vẽ xong vịt trời đây. Vịt trời các bạn nhớ là nó sẽ thâm, nó đen hơn là vịt kia nhé. Nhưng ăn nó sẽ ngon, thơm rất nhiều. Đây ạ. Một con vịt trời mình sẽ làm được một món cháo này, 2-3 bát tiết canh hấp này, và một đĩa luộc như này. Cực kỳ ngon và hấp dẫn.